Bây giờ em báo cáo anh luôn nhá. Chỗ đấy em đang bức xúc. Thứ nhất là em đã xuống lập biên bản rồi. Vối với cái phòng cảnh sát môi trường, tài nguyên môi trường xuống lập biên bản rồi. Đề nghị cho dừng rồi nhưng nó toàn chạy trộm. Hôm nay em báo cáo cả công an thành phố và phòng đô thị thành phố rồi. Riêng thành phố đã cùng với em xuống ít nhất 2-3 lần rồi. Mà em đã tiếp khoảng cỡ 4 đoàn nhà báo ở đây rồi. Làm việc về này, báo tài nguyên môi trường có rồi, tạp chí tài nguyên môi trường rồi, báo pháp luật đời sống về hết rồi. Em đã tiếp và em mời xuống lên cho xem hết, em đã đề nghị vào cuộc phản ánh cho em rồi. Mà em rất bức xúc, em bắt nó dừng rồi nó toàn chạy trộm em.